told you, Ma. I owe him up. Oh! Years ago. What are you doing, buddy? Bucky? Put on dog. 遇到了二次元的漂亮小姐姐是什么反应呢？ Hola. 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 Downstairs. Come on. Come down. Drop. What? Crazy, very crazy. Who are you? Dobby, sir. Dobby the house elf. Ha ha ha.
干嘛？怎么了？Oh, just a happy, happy, happy guy. Oh, just a look at the happy, oh, the happy dog.像是失去神经，我感觉不到呼吸。Ma'am, we'd like to call you concerning your car's extended warranty. Ma'am.
Then my head hit the wall. But I had a friend. We can't be right. What the fuck? Do you like going to the vet? Let me see. My big teeth are coming. Murphy, you stay. Murphy! Lola niya pagod na.
Are you? Ow, 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 ow. Ow, ow. Tazzy, la better. Tazzy, la better. La better. To the Do you like the- Oh! Thank you.
I got it!神明画押，一拳打死你妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。小猫咪，超级超级可爱的猫咪。That is rude. That is rude. Stop. You. Human. Huh?
What does it say? Yeah. Kiss. Kiss. I'm coming for you. No, help! No, no, medic! No. Let's see. Whoa! Whoa! Shazam, open up. Mother. Mother, I crave violence.
Dạo này ai qua nhà mình cũng hay hỏi là con cúc nhà chị nó đang đứng, đang nằm hay đang ngồi vậy? Nghe mà tức ghê. Sẵn thì hôm nay mình sẽ phân biệt ba tư thế đứng, nằm và ngồi của con cúc nha. Đầu tiên là đứng, đứng và đứng. Xin nhấn mạnh là cúc đang đứng chứ không phải là đang nằm nha. Tiếp theo là cái tư thế yêu thích của cúc này. Cái này là cúc đang ngồi nha. Ngồi chứ không phải là nằm. Mọi người chú ý, chú ý. Và đây mới là cái tư thế mà nó đang nằm này mọi người ơi. Trời ơi, con gái nhà người ta còn chênh mà qua cứ nói béo này béo nọ giận hết sức hà. Rồi cúc nó buồn, nó dỗi, nó bỏ ăn, rồi nó ốm nhom, mấy người có chịu trách nhiệm không? Ha 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 ha!